Xin chào bạn, chào quay trở lại kênh Tuấn Đình. Lúc này tôi sẽ hướng bạn là cách tắt cái triệu thoát bách. Các bạn vô tình bật lên đây, nó có một khung màu xanh mà sẽ đọc cái chữ trên màn hình, các bạn ấn vào cái nào. Đó, đấy là chế độ thoát bách dành cho người khiếm thị nhé. Bạn không thể sử dụng một ngón tay vuốt qua lại được. Muốn vuốt qua lại bạn sử dụng hai ngón nhé. Đó. Để tắt nó đi thì đầu tiên ta sẽ vào vuốt xong và cài đặt, chọn vào kích đúng. Sử dụng hai ngón tay này, ta sẽ vuốt xuống. Đây, tôi bách ra đã nhé. Vuốt xuống này. Cài đặt bổ sung này, kích thước, trợ năng, kích thước. Đây, to bách nó đang bật đây. Kích thước. Nếu bạn bật cái lối tắt này đi, bật cái lối tắt thì các bạn có thể để tăng giảm lượng để tắt luôn nhé. Đấy, ta chọn là thóc anh này, kích đúc. Đấy, chọn vào dừng. Nó hơi khó ấn thì bạn chọn dừng, xong ấn kích đúc được. Cái này hơi khó các bạn, đây này. Ở tôi là bật lối tắt thôi. Ta sẽ để tăng giảm tắt luôn này. Để cùng lúc hai phím tăng giảm. Bây giờ nó hỏi bật được không, mình sẽ bật nhé. Kích đúp này. Đó. Tóc bách đã tắt đây. Bây giờ các bạn có vuốt qua lại bình thường nhé. Nó sẽ không nói nhé. Ôi, vừa rồi mình vừa giúp bạn cách tắt cái tựa tóc bách. Chế độ dành cho người khiếm thị của máy Redmi C12. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.